Chắc anh xin chào bạn, anh sẽ giới thiệu cho các bạn về một dòng starter của máy mài 1.8 của Hitachi G18SE3. Và đây là cái hộp của chúng ta. Trên hộp sẽ đầy đủ thông tin của cái starter này. Mã nó là 340546E. Starter sử dụng điện 220-230. Chúng ta sẽ có cái mã vạch để bạn tự check được xuất xứ sản xuất ở đâu. Số lượng một cái và sử dụng cho máy G18SE3 này của thương hiệu Hitachi Cookie và được sản xuất tại Malaysia. Và mình sẽ hợp đây và giờ tới cái starter của chúng ta. Đây bạn xem, starter rất to. Mình sử dụng cái mã đầu của nó. Đầu nó quấn rất là đều, rất là chặt. Mã đầu này đầu nguyên chất 100%. Đây mình xin xem những cái đầu rất là to. Đây là máy mài 1.8 nên phải cần công suất rất là lớn. Nên phải sử dụng những cái dòng starter rất to bự như thế này. Đồng của Hitachi đa phần là một đồng 100% đồng nguyên chất. Đồng nguyên chất sẽ giúp cái máy chúng ta hoạt động. Thứ nhất là tốt, thứ hai là rất là mạnh. Và thứ ba nữa là cái tuổi thọ của giúp tuổi thọ của máy chúng ta rất là cao. Không như những cái dòng Hàn Quốc đa phần là đồng tạp chất, mà đồng tạp chất chắc chắn sẽ làm máy chúng ta bị yếu rất là nhanh. Và cuộc chúng ta phải có thể là thay hoặc sửa chữa máy chúng ta rất là nhiều lần. Mình đã giới thiệu với các bạn về robot starter của máy mài 1.8 Hitachi G18SE3. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.